chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Anh Đức lần đầu tiết lộ tật xấu lâu năm của Trấn Thành khiến ai cũng choáng. Vừa qua tại chương trình Gương Mặt Showbiz, diễn viên Anh Đức đã tiết lộ nhiều điều về tình bạn 20 năm giữa mình và Trấn Thành. Trấn Thành vừa ra mắt web drama Bố Già rất thành công. Tôi cũng có dự định làm web drama. Nhưng hiện nay có một vấn đề lớn là để đầu tư một web drama đúng nghĩa, đúng tầm, đúng chất. Mình muốn thể hiện là điều khó khăn, cần sự chuẩn bị lâu dài và ekip cực kỳ hậu thuẫn. Vấn đề lớn nhất là kinh phí. Nếu tự đầu tư hết thì làm không nổi. Với số tiền tôi tiết kiệm được và đang có trong tay chắc chắn không thể đủ. Chỉ khi nào có nhà tài trợ và cả một ekip hùng hậu cùng nghiên cứu, tìm tòi thì tôi mới dám làm. Trong phim Bố Già của Trấn Thành, tôi cũng tham gia một vai diễn vì khá thân với nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã chơi với Trấn Thành được 20 năm rồi. Thời gian học chung lớp, tính cách của tôi và Trấn Thành hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi lúc nào cũng điềm tĩnh, đầm tính, còn Trấn Thành thì cực kỳ xông xáo, nhiều chuyện và lúc nào cũng lăng xăng. Trấn Thành bước vào lớp thấy mọi người nói chuyện là nhảy ngay vào hỏi chuyện gì, rồi thấy người ta ăn cái gì cũng hỏi ăn, chơi gì cũng hỏi chơi cùng. Cô thấy thế mới xếp tôi và Trấn Thành ngồi gần nhau. Tôi ngồi bàn dưới Trấn Thành. Lúc đầu tôi hơi khó chịu với tính cách của Trấn Thành, nhưng tôi được cái là luôn quan sát để hiểu người khác hơn. Vì vậy tôi thấy Trấn Thành là người bạn rất đáng để thân, cùng trao đổi trong học tập và chơi bời. Trấn Thành thì nhiều chuyện ra mặt rồi, còn tôi thì bên ngoài điềm đạm, nhưng bên trong lại hay để ý chuyện nọ chuyện kia. Nhiều khi tôi thấy bạn nọ bạn kia trong lớp đều hỏi Trấn Thành xem có thu thập được thông tin gì mới về bạn đó hay không. Hay thấy có đám đông nào đang túm tụm ba, tôi lại mách Trấn Thành để Trấn Thành ra hóng hớt xem có chuyện gì rồi về buông. 20 năm qua, Trấn Thành vẫn giữ tật xấu nhất là nhiều chuyện không thay đổi. Trấn Thành là người rất thích, để ý đến mọi chuyện và rất khó giữ bí mật. Nghe một câu chuyện nào đó, Trấn Thành thường hứa không nói ra, nhưng lại không giữ lời được. Trong 20 năm qua, cũng có lúc tôi và Trấn Thành không hài lòng về nhau và bực mình nhau. Tuy nhiên, tôi và Trấn Thành không bao giờ nói ra theo kiểu đừng nhìn mặt tao nữa, hay đừng nói chuyện với tao nữa. Cũng có một khoảng thời gian tôi và Trấn Thành ít nói chuyện với nhau, đó là những lúc tôi thu mình lại, làm việc xong rồi về. Chỉ thích ở một mình, không muốn trò chuyện cùng ai. Trấn Thành được cái là dù đi chơi với ai cũng đều gọi điện rủ tôi ra chơi cùng. Nhưng tôi tự thấy tính mình lề mề, làm gì cũng cả tiếng mới xong, rồi mắc tật hay quên, ra đường kiểu gì cũng quên đồ. Bởi vậy nên tôi sợ làm ảnh hưởng đến bạn bè, mới từ chối Trấn Thành. Điều này khiến Trấn Thành băn khoăn, không hiểu sao tôi lại như vậy. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.